Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Vinh danh nghệ sĩ Âu Lạc với chủ đề Vạn cổ lưu hương, phần 2 của 2 phần. Kính thưa quý vị, cảm động sâu sắc trước thi tập Dòng lệ âm thầm của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, nhà thơ Võ Quê đã viết nên nhạc phẩm Tri Ân qua làn điệu Phẩm Tuyết của ca Huế với giọng ca ngọt ngào của nghệ sĩ ưu tú Phong Thủy và ca sĩ Lệ Giang cùng ban nhạc cổ truyền. Xin đến với Birds of Paradise, lời chim thiên của ban nhạc Thụy Sĩ nổi tiếng Peter, Sue and Mark, qua phần trình bày của ca sĩ kim nhạc sĩ tài năng Eamon Hormock và nhạc cụ Tây Nguyên. Flying home from a world that is made of stars.
Still your heart is lying free. Night is one was meant to be. How can I go ahead when my eyes are becoming wet? Say you tease, dry your eyes, set the birds of paradise. But the time passing by, say how long do we have to fly? Move you said, so we'll ride, set the birds of paradise. Flying home, flying home from a world that is made of star. Still your heart is lying free. Night is one was meant to be. Trong không khí tràn ngập tình thương và niềm hân hoan, các nghệ sĩ khách mời đã ân cần bày tỏ cảm nhận sâu sắc cũng như gửi lời cảm ơn về sự nhân ái và thiện mỹ mà chương trình mang đến cho các nghệ sĩ. Tôi rất vinh dự. Hôm nay mặc dù là tôi rất nhiều việc, hôm nay là phải tham dự cái lớp tập huấn của Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức tại Lạng Sơn. Xong tôi thấy một cái cuộc như này thì tôi bằng giá nào tôi cũng phải quay về đây. Hôm nay thì thật sự là thấy một ngày tâm hồn mình thấy lâng lâng, sung sướng khi mà mọi người nhận thấy một cái giá trị đích thực của văn hóa văn nghệ, và chúng tôi được vinh danh. Anh em chúng tôi thay mặt mọi người là xin cảm ơn ngài Thanh Hải, một lời cảm ơn là sâu sắc nhất. Hôm nay tôi vô cùng xúc động, tôi đã ứa nước mắt khi mà sư phụ nói rằng những nghệ sĩ đó ta nên chọn vào một ngày để vinh danh cho họ, người mà đã mang lại cho chúng tôi một cái niềm vui bất tận như ngày hôm nay, rồi chúng tôi lại được một bữa thưởng thức ăn chay một cách tuyệt đỉnh. Tôi rất cảm ơn sư phụ và rất khoát tôi về tôi lại quyết chí ăn chay. Tất cả chúng ta hãy ăn chay, và chính cái điều đó là cứu địa cầu này. Chúng tôi là những nghệ sĩ gần đây được biết đến sư phụ Thanh Hải và cũng hiểu rằng thế nào là ăn chay. Cảm ơn sư phụ Thanh Hải đã nhớ đến chúng tôi với cái ngày chúng tôi ngày hôm nay, ngày là một ngày lễ, một ngày được tri ân nhau và được gặp gỡ nhau và được nói những lời cảm ơn chân thành nhất đối với sư phụ. Chúng tôi thực sự là ngưỡng mộ sư phụ và trân trọng ngài, mong rằng sẽ được gặp ngài và được nghe những lời dạy của ngài để chúng tôi có thể sống tốt hơn, thanh thản hơn. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng đã nhiều lần bày tỏ lòng tri ân cùng lời chúc tốt đẹp đến những nghệ sĩ tài ba trên khắp thế giới, đã và đang góp phần không ngừng giúp tô điểm đời sống thêm xinh tươi. On behalf of the entire world, we thank you infinitely. May your artistic path
always go forward, always receive the admiration and appreciation of the art lovers. And may you be blessed and protected by heaven. May you always be happy and inspired. May you have everything you need in life and all the spiritual blessings so that you may advance further on more noble paths than those of the world. More splendid, more joyful, more blissful and safer. Quý khán giả hiền hòa, cảm ơn sự hiện diện của quý vị trong chương trình hôm nay. Tiếp theo là thức ăn đầy tình thương cho một thế giới từ ái tại Lovenhut, phần 3 của 3 phần, ngày sau tin đáng chú ý. Cầu mong linh hồn quý vị được dưỡng nuôi bởi âm nhạc thiên đàng và tình thương của các thánh nhân khai ngộ. Gentle viewers, thank you for your presence in today's program. Coming up next is Loving Food for a Loving World at Lovenhut, part 3 of 3, right after noteworthy news. May your soul be nourished by the celestial music and elevated by the love of the enlightened saints. Our programs are for many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AJAR. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Vinh danh nghệ sĩ Âu Lạc với chủ đề Vạn cổ lưu hương, phần 2 của 2 phần. Kính thưa quý vị, cảm động sâu sắc trước thi tập Dòng lệ âm thầm của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, nhà thơ Võ Quê đã viết nên nhạc phẩm Tri Ân qua làn điệu Phẩm Tuyết của ca Huế với giọng ca ngọt ngào của nghệ sĩ ưu tú Phong Thủy và ca sĩ Lệ Giang cùng ban nhạc cổ truyền. Thank you.
xin đến với Birds of Paradise, lời chim thiên của ban nhạc Thụy Sĩ nổi tiếng Peter, Sue and Mark, qua phần trình bày của ca sĩ kim nhạc sĩ tài năng Eamon Hammock và nhạc cụ Tây Nguyên. Trong không khí tràn ngập tình thương và niềm hân hoan, các nghệ sĩ khách mời đã ân cần bày tỏ cảm nhận sâu sắc cũng như gửi lời cảm ơn về sự nhân ái và thiện mỹ mà chương trình mang đến cho các nghệ sĩ. Tôi rất vinh dự. Hôm nay mặc dù là tôi rất nhiều việc, hôm nay là phải tham dự cái lớp tập huấn của Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức tại Lạng Sơn. Xong tôi thấy một cái cuộc thế này thì tôi bằng giá nào tôi cũng phải quay về đây. Hôm nay thì thật sự là thấy một ngày tâm hồn mình thấy lâng lâng, sung sướng khi mà mọi người nhận thấy một cái giá trị đích thực của văn hóa, văn nghệ, và chúng tôi được vinh danh. Anh em chúng tôi thay mặt mọi người là xin cảm ơn ngài Thanh Hải, một lời cảm ơn là sâu sắc nhất.
Hôm nay tôi vô cùng xúc động. Tôi đã ứa nước mắt khi mà sư phụ nói rằng những nghệ sĩ đó ta nên chọn vào một ngày để vinh danh cho họ. Người mà đã mang lại cho chúng tôi một cái niềm vui bất tận như ngày hôm nay. Rồi chúng tôi lại được một bữa thưởng thức ăn chay một cách tuyệt đỉnh. Tôi rất cảm ơn sư phụ. Và rất khoát tôi về tôi lại quyết chí ăn chay. Tất cả chúng ta hãy ăn chay. Và chính cái điều đó là cứu địa cầu này. Chúng tôi là những nghệ sĩ gần đây được biết đến sư phụ Thanh Hải và cũng hiểu rằng thế nào là ăn chay. Cảm ơn sư phụ Thanh Hải đã nhớ đến chúng tôi với cái ngày chúng tôi ngày hôm nay, ngày là một ngày lễ, một ngày được tri ân nhau và được gặp gỡ nhau và được nói những lời cảm ơn chân thành nhất đối với sư phụ. Chúng tôi thực sự là ngưỡng mộ sư phụ và trân trọng ngài, mong rằng sẽ được gặp ngài và được nghe những lời dạy của ngài để chúng tôi có thể sống tốt hơn, thanh thản hơn. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng đã nhiều lần bày tỏ lòng tri ân cùng lời chúc tốt đẹp đến những nghệ sĩ tài ba trên khắp thế giới đã và đang góp phần không ngừng giúp tô điểm đời sống thêm xinh tươi. On behalf of the entire world, we thank you infinitely. May your artistic path always go forward, always receive the admiration and appreciation of the art lovers. And may you be blessed and protected by heaven. May you always be happy and inspired. May you have everything you need in life and all the spiritual blessings so that you may advance further on more noble paths than those of the world. More splendid, more joyful, more blissful and safer. Quý khán giả hiền hòa, cảm ơn sự hiện diện của quý vị trong chương trình hôm nay. Tiếp theo là thức ăn đầy tình thương cho một thế giới từ ái tại Lovenhut, phần 3 của 3 phần, ngày sau tin đáng chú ý. Cầu mong linh hồn quý vị được dưỡng nuôi bởi âm nhạc thiên đàng và tình thương của các thánh nhân khai ngộ. Gentle viewers, thank you for your presence in today's program. Coming up next is Loving Food for a Loving World at Lovenhut. Part 3 of 3, right after noteworthy news. May your soul be nourished by the celestial music and elevated by the love of the enlightened saints. Our programs are for many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AJAR.